Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog nhé. Đây chú Phèn nhà mình đây đang dí ăn với chó đây các bạn. Đang sửa ăn dẫn với chó đây các bạn. Với chó này. Xử nó đi Phèn. Nó đâu rồi Phèn? Nó giỡn kìa. Chụp. Đâu rồi Phèn? Nó chạy đâu rồi? Phèn xử nó đè, nó gãi nó còn đè trên cái chó rồi nữa. Chết tôi rồi. Dế nhủi rồi bị Phèn cắn te tua rồi. Còn ngó nữa. Rồi xong với chó rồi, xong với nhũi rồi. Rồi xử luôn rồi. Từng chưa 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 rồi Phèn làm thịt luôn rồi, ngay nuốt luôn rồi. Không con côn trùng nào vô nhà được, con Phèn xử hết rồi. Còn đi kiếm nữa. Phèn không có cá sợi dây. Ngồi đi kiếm kìa. Rồi đi ra cửa rồi, rồi đi ra tham quan rồi. Ngồi chờ ngoài kìa. Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog nhé. Rồi chú Phèn mình giờ nó chạy nó dẫn tưa luôn vừa luôn trong phòng cũng bị hoạn quá. Phèn ơi, Phèn không thèm chạy vô luôn, chạy vô kìa. Nó dẫn kìa. Đi, em kêu ngoài đi, em kêu ngoài đi. Đứng dậy. Nó cắn em ơi. Rồi chạy nhỏ dẫn rồi xử em à. Nó kéo em kìa. Nó kéo rồi, nó cắn áo rồi, nó kéo rồi. Nó giờ nó giỡn rồi, kêu hừ hừ luôn kìa. Chạy đâu rồi, giờ nó cắn rồi. Ê, tôi làm nó thấy em thắng rồi. Hỷ quá à. Đang nó đang sung rồi, giỡn nó đang giỡn sung kìa. Thử kiếm cái gì vậy? Ưa gì hết Phèn? Rồi, chúng mình bị tấn công thôi. Nó giỡn kìa. Phèn giỡn kìa. Nè, nè, giỡn gì? Chối rồi. Cột rồi, bắt rồi.
Nhớ đóng kính luôn kìa. Nó giỡn á. Nó nhảy cắn đít tay đó. Té luôn, con nhảy té luôn. Nhìn thấy cưng không? Nó ngó anh quay. Mệt rồi, mệt rồi, nghỉ mệt. Em né nó, giờ nó chạy ra ngoài rồi. Có sao không? Đây còn chạy giỡn nè. Còn giỡn dữ lắm nè. Rồi bây giờ anh cắn cái đuôi nó luôn. Ở chiếc xe siêu trời mình che mất tiêu nó này. Nước tiêu vàng này. Tự cắn đuôi em. Tự cắn đuôi luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ra đây nè Phan. Phan ơi, Phan. Nó chạy ngoài luôn rồi, kêu hết vô luôn. Mình đi theo đó. Kìa. Kiếm gì nữa đây, kiếm cái gì nữa đây chú Phèn. Rồi chú Phèn đi về khám phá ra bằng đêm mà chú chui đây làm gì nữa đây.
khá đấy phải không? À, cái mò nãy anh ra được cục xương rồi nè, xương nè giảm nãy ra luôn, tưởng nay kiếm gì không, ai ngờ nó kiếm được khúc xương, kiếm khúc xương. Phen ơi, phen ơi, giống gì vậy? Rồi, bỏ rồi, không hình ngậm xương nữa. Đi rồi. Khăn cái gì nói xài. Rồi bỏ rồi, con gì cắn hay nè, kiếm khúc xương nữa nè. Phen, không vô nhà. Phen 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 phen. Người yêu của tôi chơi game bỏ tôi luôn. Chơi cày. Cắn lưỡi. Ừ. Phen ơi, phen, phen, phen. Phen, 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 mẹ không thèm nghe đâu. Mẹ ơi. Thôi, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video theo. Cảm ơn các bạn đã thăm kênh Nguyễn Vlog. Chào các bạn.